Xin chào mọi người. Thần y ở rễ tự xưng chính nghĩa. Nàng có chứng cứ gì về quái trục phạm tội đâu chứ? Đây chỉ là người mặc áo choàng cố ý trêu đùa đại hội mà thôi. Thế nhưng người có đại hội chung quy đã không còn giữ được bình tĩnh, có thực đã cướp đi điện thoại của người mặc áo choàng trước mặt mọi người, còn phá hủy nó. Động thái có thực giật mình này khiến cho vô số người tại trường nghẹn học nhìn trần trối, ánh mắt phức tạp. Trước đó bọn hắn vẫn cho rằng những tồn tại của đại hội nhất định là siêu phàm thoát tục. Bọn hắn không chỉ có tu vi cao cường, võ đạo cao tuyệt, mà còn có khí chất và tầm nhìn phi phàm. Những mánh khóe và thủ đoạn bình thường căn bản là không thể làm gì được bọn hắn. Nhưng hiện tại xem ra sự tồn tại của đại hội cũng giống như mọi người, cùng ăn tôi và bọn hắn không khác gì nhau. Điện thoại di động của tôi bên trong có không ít bí kíp võ đạo mà tôi lưu giữ mấy năm nay. Tôi cũng chưa kịp tu học được bao nhiêu điện thoại di động của tôi. Chủ nhân thật sự của cái điện thoại di động này quỳ sụp dưới đất khóc không ra nước mắt. Mà cường giả của đại hội đã đập nát cái điện thoại di động kia thì một vẻ mặt phẫn nộ, hai mắt tràn ngập sát ý, nhìn chằm chằm về phía người mặc áo choàng. Mày thật to gan để dám đùa nghịch bọn tao. Tên cường giả của đại hội tức giận quát lớn, lúc này cũng rút ra một thanh bảo kiếm ở bên hông, hung hăng hướng về phía người mặc áo choàng bổ tới. Thế nhưng người mặc áo choàng dường như sớm đã có phòng bị, một cái lắc mình liền nhảy lùi lại phía sau, đáp xuống vị trí an toàn, vừa cười vừa nói: đây chính là hành vi và tác phong của đại hội hay sao? Hôm nay xem như tôi mới được chứng kiến. Tên chó khôn kiếp dám phá rối buổi tổ chức của đại hội, tội ác tày trời, đáng bị giết. Người kia lại gào thét rút kiếm lao tới. Người mặc áo choàng hai mắt thiết lại, lúc này không còn lựa chọn né tránh mà là một tư thế chuẩn bị đồng thủ. Ngay tại lúc đôi bên sắp lao vào nhau, Quỳnh Nhân đột nhiên hét lên: Đình Vũ đại nhân, xin dừng tay. Người kia lúc này cũng ngừng lại, tức giận nhìn về phía Huyền Dương. Đã thấy Huyền Dương hướng về phía hắn lắc đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Đình Vũ lúc này mới thu kiếm lại, nhưng bên trong ánh mắt đều là vẻ không cam lòng cùng hận ý. Chẳng qua hắn hiển nhiên là không dám làm trái, chỉ có thể lựa chọn lui lại. Huyền Dương đại nhân, người này quỷ kế đa đoan, vô cùng xảo quyệt. Chủ tâm của hắn đã định phá rối đại hội, có đề nghị đem người này giết chết. Nam Vực Vương đứng dậy, chỉ vào người mặc áo choàng nghiêm túc quát lớn: phá rối sao? Tôi phá rối cái gì thế? Người mặc áo choàng cười lại nói ra: cậu không phải là đang phá rối hay sao? Bên trong cái điện thoại kia rõ ràng là không có gì, cậu lại nói bên trong có cái chứng cứ chó má gì đó, đây không phải là phá rối thì là cái gì? Nam Vực Vương hừ lại nói ra: ông làm sao biết bên trong không có chứng cứ? Tôi vậy cậu chứng minh có chứng cứ như thế nào đây? Tôi không thể chứng minh, nhưng tôi đã chứng minh được đại hội có một số người chột dạ. Người mặc áo choàng cười nói: câu... Nam Bộc Vương nghiến răng: đủ rồi. Huyền Dương ngăn lại tranh cãi giữa hai người, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm người mặc áo choàng. Hắn đã minh bạch người này mặc kệ thân phận là gì thì sự xuất hiện của hắn nhất định là không muốn để buổi tổ chức đại hội lần này thuận lợi tiến hành. Đã như thế hắn cũng không cần khách khí làm gì nữa. Vì đạo hữu này, tôi không biết cậu đến đại hội chúng tôi là có mục đích gì, nhưng đại hội chúng tôi không chào đón cậu. Tôi hy vọng cậu có thể tự mình rời đi, nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế. Huyền Dương tự tốn nói: sao thế, đại hội chuẩn bị đuổi người hay sao? Tôi nghĩ chúng tôi hẳn là có quyền làm như vậy. Về nguyên tắc công chính công bằng mà các người thường nói ra rã đâu rồi? Đối với lại người như cậu không cần nói tới những vấn đề này. Một người có đại hội hừ lạnh nói ra: đây đúng là tiêu chuẩn kép rồi à. Người mặc áo choàng cười nói: cậu cái thứ miệng lưỡi dẻo quẹo. Tôi thấy lần tổ chức đại hội này không cần thiết tiếp tục tiến hành nữa. Người mặc áo choàng lắc đầu mà không chút đổi sắc nói ra: nguyên tắc thì các người ngay cả tính công bằng cơ bản nhất để làm không được, như thế nào có thể tự xưng là chính nghĩa được chứ? Cậu... Nghe được lời nói của người mặc áo choàng, vô số cường giả của đại hội đã không còn nhẫn nhịn được nữa. Bọn hắn chưa từng gặp qua kẻ nào cuồng vọng như thế, công nhiên tại trước mặt nhiều người vũ nhục đại hội. Đây là sự khiêu khích trắng trợn, đây là công khai đánh vào mặt. Nếu như bọn hắn không có hành động gì thì sự uy nghiêm của đại hội sẽ mất sạch sẽ, không thể tha thứ
kẻ này quá cuồng vọng. Quỳ Như đại nhân, ngài quá hiền lành, nhưng ngài không thể tiếp tục dùng túng cho hắn làm như vậy. Nếu không, kẻ xấu này sẽ chỉ được đà lấn tới, nhất định phải đem hắn trục xuất khỏi đại hội. Trục xuất khỏi đại hội sao? Làm sao lại đơn giản như vậy được chứ? Kẻ này công nhiên vũ nhục đại hội, quấy rối đại hội tổ chức, tội ác tày trời, không thể tha thứ, nên lập tức đem hắn xử tử, răn đe những kẻ khác. Nói không sai, đại hội đại biểu cho trật tự tại Long Quốc chúng ta. Hiện tại có người khiêu khích trật tự của Long Quốc chúng ta, hắn có thể bỏ mặc mà không quan tâm tới hay sao? Giết, giết, giết! Một số người lập tức nhảy vọt ra, chỉ vào mặt người mặc áo choàng chửi rủa, kêu đánh kêu giết. Nhưng người mặc áo choàng lại không hề tỏ ra sợ hãi, cười lạnh một tiếng nói ra: sao thế? Đây là nóng lòng muốn thể hiện lòng trung thành và bợ đỡ của mình với đại hội hay sao? Cậu đang nói nhảm cái gì vậy chứ? Chúng ta chỉ là đang giữ gìn trật tự của đại hội mà thôi. Các vị không cần cùng người này nói nhảm, trực tiếp động thủ đi. Được. Đám người phẫn nộ nói, tiếp theo liền muốn lao lên động thủ. Thế nhưng người mặc áo choàng từ đầu đến cuối đều không có chút động tĩnh gì, cứ như vậy mà im lặng nhìn xem bọn hắn. Một người thấy thế, lần này tăng nhanh tốc độ, tung ra một quyền vừa nhanh vừa mạnh, nhắm vào ngực người mặc áo choàng đánh tới. Thế nhưng điều khiến mọi người đều không nghĩ tới chính là người mặc áo choàng thế mà không hề tránh né, mặc cho đấm đấm đánh trúng vào mình. Âm! Nắm đấm đập mạnh vào ngực người mặc áo choàng, một luồng khí lưu bạo liệt nổ tung, hướng về bốn phía khuếch tán lan tràn tuôn ra, khiến cho áo choàng của người này tung bay phất phới, mà những người xung quanh cũng bị luồng quyền phong kinh khủng này bức cho lùi lại. Tuy nhiên, người mặc áo choàng lại không hề có chút động tĩnh gì. Cái gì? Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, trợn mắt há mồm. Ai cũng không hề nghĩ tới người mặc áo choàng này lại có thể tiếp được một quyền đó. Đám người đang vọt tới phía sau cũng cả kinh chết lặng. Nhưng nghĩ tới, sao đôi bọn hắn là đại hội, có nhiều cường giả như vậy, không có lý do gì phải sợ người này. Đột nhiên, ầm! Thân ảnh vừa lao tới trước mặt người mặc áo choàng đột nhiên nổ tung. Máu tươi cùng thịt nát văng tung tóe khắp nơi. Dưới ánh mắt của mọi người là người mặc áo choàng đã ra tay. Người đó cũng một quyền nện ở trên thân người kia. Luồng lực lượng kinh thế hãi tục chấn cho thân hình người kia nổ tung, chết không còn thây. Những người lao tới gần nhất bị máu tươi bắn tung té đầy một thân, lập tức dọa sợ đứng sững ngay tại chỗ. A, giết, giết người! Mày thật to gan lại dám tại trước mặt chư vị đại nhân của đại hội ra tay giết người như vậy hay sao? Những người này đã sợ hãi đến cực điểm, thậm chí còn có một người hướng về phía cường giả đại hội gào lên: các vị đại nhân, kẻ này không thể tha thứ, xin mời các vị trợ giúp chúng tôi giết chết hắn. Các cường giả của đại hội đương nhiên là không thể ngồi yên, cũng đồng loạt hướng về phía người mặc áo choàng ập tới. Thế nhưng người mặc áo choàng vẫn không hề sợ hãi, cười lạnh hướng về phía Huyền Dương nói ra: đừng nói là phép tắc của đại hội, từ hôm nay sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Cái gọi là trật tự này cũng chỉ là lời nói suông thôi sao? Mày sớm làm phá hoại phép tắc của đại hội chúng tao, phải bị nghiêm trị. Một cường giả của đại hội đằng đằng sát khí hét lên: tôi làm cái gì mà phá hoại phép tắc rồi thế? Mày vũ nhục đại hội, câu nói nào của tôi là vũ nhục đại hội? Chuyện này... Cường giả kia lập tức khẽ giật mình, đúng là nói không ra lời. Từ đầu tới cuối tôi chỉ là chất vấn đại hội, nhưng chưa từng có một lời nào chửi bới đại hội đúng không? Sao thế? Chẳng lẽ đại hội ngay cả một chút sự cảm nhận đều không có rồi sao? Chỉ là chất vấn một chút liền phải đối cùng giết tận hay sao? Nên nói như thế, vậy chính nghĩa công bằng của đại hội chẳng phải chỉ là tự xưng tồn tại trên danh nghĩa thôi sao? Người mặc áo choàng cười lạnh thản nhiên nói: